Xin chào các bạn. Sau khi mình đăng video cây của mình lên trên mạng xã hội thì có nhiều bạn yến mức hỏi mình là chăm sóc cây như thế nào mà cây được to, khỏe mà quả nhiều sai quả sai hoa như vậy. Đấy, thì video này mình cũng để mà yến mức cho từng người thì rất là lâu và mình cũng không có nhiều thời gian, cho nên mình cũng làm video này để trả lời cho các bạn và dành cho các bạn mà mua bầu dâu tây ổn định nhà mình. Đây, bầu như vậy mình gọi là bầu dâu tây ổn định này. Đấy, đã cho hoa này, cho trái này, đó. Đây, chậu này là mình trồng từ cây mô, cho nên là chậu này của mình trồng từ thế nào, của mình trên 5 tháng rồi nhé. Đấy, có cây là trên 6 tháng, cây 7 tháng rồi. Đây, đây là giống hàn cao nhà mình. Ở đây thì vườn nhà mình thì mình trồng nhiều loại, trên 2 loại lại cơ. Nhưng mà ở khu vực này thì như ở trên kệ này thì cũng có tầm 7 loại khác nhau. Như đây, ở đây là bạch tuyết má hồng này. Đây vẫn là bạch tuyết má hồng Hana. Hana này. Đây mình có cây Aki nhé, Nhật Aki. Rồi ở đây thì mình cũng có thêm là, đây, mình cũng có niu nữa nhé. Niu rồi. Rồi Pháp này, Pháp chùm này. Rồi có cả Nhật lùn nữa. Đây, mình sẽ quay lại để trả lời bạn về cái khâu dinh dưỡng dành cho cái cây trong bầu nhé, trồng ở chậu nhé. Đây, đây, đối với những cây như thế nhá, khi bạn mua ở nơi khác về hoặc là các bạn lấy ở nhà mình về nhé các bạn, để mà thích ứng với thời tiết ấy, thì các bạn hãy để ở trong tâm 1 đến 2 ngày rồi các bạn bắt đầu mang ra nắng, mà nên để ở nơi có nắng sớm và nắng từ 6 đến 7 tiếng nhé, 5 đến 6 tiếng cũng được. Đấy, đây, rồi các bạn tưới nước ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Và buổi sáng thì tưới nhiều hơn buổi chiều tối một chút, mà buổi chiều thì cũng không nên tưới muộn quá nhé, chúng ta nên tưới trước 18 giờ. À, cũng có nhiều bạn hỏi là cái ngó của dâu tây là như thế nào. Thì đây nhé các bạn ơi, đây là ngó này. Đấy, đây là ngó của dâu tây. Từ cái ngó này thì mình sẽ nhân ra được cây mới. Ví dụ như hai cái ngó này thì mình sẽ nhân ra được hai cây mới nhé. Thì về chế độ dinh dưỡng của cây ấy, cái giai đoạn này thì cây cần rất nhiều dinh dưỡng để nuôi hoa và nuôi trái, để trái của cây mà bóng khỏe và ngọt thì mình sẽ tưới thêm đạm cá. Giai đoạn này mình vẫn tưới đạm cá nhé. Rồi dịch chuối, dịch, cả đạm cá và dịch chuối thì mình đều tự làm. Nếu mà các bạn quan tâm thì video sau thì mình sẽ nói rõ hơn về đạm cá và dịch chuối. Còn bình thường mà cái mình hay tưới nhất ấy là nước vo gạo. Nước vo gạo thì mình sẽ ngâm với vỏ trứng và vỏ chuối. Thì tốt nhất ấy, các bạn nên ngâm từ 1 tháng trở lên. Nếu không được thì cũng nên ngâm từ 20 ngày nhé. Về cái nước vo gạo, vỏ trứng, vỏ chuối thì rất đơn giản thôi. Các bạn lấy nước vo gạo này, xong là các bạn sẽ ngâm thêm vỏ chuối, vỏ trứng vào. Tùy vào số lượng các bạn có bao nhiêu thì các bạn ngâm bằng như vậy. Nhưng mà về phần nước vo gạo vẫn là nhiều nhất so với vỏ trứng và vỏ chuối nhé. Thì vỏ trứng ấy sẽ cung cấp canxi tự nhiên cho cây, làm cho cây quả, chăm cho quả ấy bóng đẹp. Còn vỏ chuối thì sẽ cung cấp kali cho cây, làm cho cây quả của cây ngọt đấy. Còn nước vo gạo ấy thì cung cấp vitamin B1 à B2 cho cây. Đấy. Nói chung là về cái nước vo gạo, vỏ trứng, vỏ chuối thì là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây đấy. Đấy. Riêng cái cây ở trong chậu của mình thì mình là áp dụng như vậy. Mà giai đoạn này chúng ta chưa ăn quả luôn, bởi vì quả còn nhỏ ấy, thì chúng ta hãy cung cấp thêm NPK cho cây nhé. Đây, như ở đây mình có này, NPK của mình đây. Loại này là 13-13-13 nhé. Còn về dinh dưỡng là đủ đấy, cân bằng đấy. Có nghĩa là có yếu tố đạm này, yếu tố lân và kali đều bằng nhau. Đây, ví dụ như lân này nhé, thì mình chỉ bón một thìa. Một thìa của các bạn thì gồm từ 10 viên đổ lại thôi nhé các bạn nhé. Mà khi bón ấy thì mình đây này, khi mình bỏ lân vào nhé, thì các bạn hãy bỏ vào dưới gốc đây này, bỏ vào xung quanh nhé, xung quanh chậu. Chúng ta sẽ bỏ vào xung quanh chậu. Đây, không bỏ thẳng vào gốc nhé, mà sẽ bỏ xung quanh chậu và vùi một lớp đất xuống.
Bởi vì là mình đang một tay quay nên mình không thể bỏ được. Nhưng mà đây các bạn hãy bỏ xung quanh. Đây 10 viên thì các bạn bỏ xung quanh chậu để cây ăn dần dần nhá. Bởi vì là cây này là dễ xung quanh cho nên là dễ sẽ ăn từ từ và sẽ nuôi dưỡng cây. Đây, còn đây này, đạm cá mình tự làm. Đây, đạm cá mình tự làm đây nhá. Mình là pha tỷ lệ 1:10, có nghĩa là một cá thì sẽ là 10 nước. Ví dụ 1 lít đạm cá sẽ là 10 lít nước nhé. Đấy. Các bạn có câu hỏi gì thì cứ hỏi trực tiếp mình, inbox mình nhé. Đây này, đây đoạn cây đang quả đây, hoa quả đây. Mà mình cũng thấy rất nhiều bạn gửi ảnh cho mình thì các bạn mua cây trồng ổn định nhưng mà rất là yếu. Những cây đấy thì là đã được trồng ngó chắc được tầm 1 đến hơn 1 tháng thì đã thúc hoa cho nên cây rất là yếu. Khi mà lấy cây ấy, từ ngoài về thì các bạn hãy tỉa đi nhá, tỉa những lá gốc vậy như đi. Cây này chẳng hạn, đây mình sẽ tỉa lá gốc đi. Mà khi vừa lấy cây về thì cây thì các bạn đừng có vội là bón nhiều quá nhá, bón từ từ thôi cho cây dần dần thích ứng với cách chăm bón của mình. Và ở nhà mình thì mình cũng hay dùng thêm là phân hoài mục. Mà cây dâu tây ấy, để chăm sóc cây dâu tây thì phân bò rất là tốt mọi người ạ, phân bò hoài mục nhé. Mọi người lấy về và chăm bón cho cây, phân trâu cũng được và phân gà cũng tốt nhá. Nhưng mà phân gà thì các bạn bỏ xa và bỏ ít thôi, phân gà sẽ làm cho quả ngọt hơn đấy, nhưng mà chúng ta không nên cho liều lượng nhiều quá. Đây chúng ta tỉa hết lá gốc đi để tránh bệnh và giúp cho cái cây nó phát triển tốt hơn, để chỉ tập trung nuôi trái và nuôi hoa thôi. Đấy, đối với chậu bạch tuyết này cũng vậy, mình nên tỉa các lá gốc đi và xới đất lên cho cây nhé. Bởi vì dạo này mình bận quá nên là mình cũng không có nhiều thời gian để chăm cây. À, và còn ví dụ như là về chế độ phân bón nhé. Nếu mà bón phân hóa học ấy thì các bạn nên 7 đến 10 lần là các bạn sẽ tưới cho cây một lần, hoặc là sẽ cho tra phân vào đây nhé, tra phân vào xung quanh chậu và tưới nước. Tưới nước thì mình phải tưới hàng ngày rồi. Đây một cây Pháp nhà mình này. Hoa này, hoa của Pháp nhìn cũng rất là đẹp nhỉ. Mình đây, hiện tại thì vườn này của mình là có 700 cây. Vì ở chỗ mình thì thời tiết thì cũng hay mưa, với cả có sương muối nên là mình cũng phải trùm vào hết như vậy nhé. À, và về cái chế độ chăm sóc nữa nhé, thì về canxi bo nữa, nếu mà các bạn cây mà quả còn non này, bởi vì khi mà cái ra quả thế này nhá, từ lúc ra quả như thế này đến lúc chín thì cây của mình cũng cần từ 15 ngày trở lên, có khi đến 20 năm ngày, cho nên là chúng ta hãy tưới phun nhé. Các bạn có thể tưới thêm canxi bo và vi lượng đấy. Cây nói chung là cây dâu tây rất là cần canxi bo và vi lượng mọi người nhé. Nếu mà các bạn quan tâm thì phía sau thì mình sẽ cung cấp thêm là những cái đấy, ví dụ như canxi bo này, vi lượng này, kali là mình dùng loại nào thì mình sẽ quay cho các bạn. Rồi, xin chào các bạn nhé. Có câu hỏi nào thì các bạn cứ inbox mình sẽ trả lời. Nếu các bạn thấy kênh của mình có ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh cho mình. Rồi, cảm ơn các bạn.